Như vậy là trận đấu của chúng ta đã được bắt đầu. Hiệp đấu thứ nhất này thì các cầu thủ Tân Hiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bảo vệ cầu môn bên tay trái mảnh nhỏ của quý vị các bạn, và câu lạc bộ Thái Sơn Bắc sẽ bảo vệ cầu môn bên tay phải mảnh nhỏ của quý vị các bạn. Hãy cùng chờ đợi xem cuộc tiếp đón những vị khách Thái Sơn Bắc sẽ mang kết quả như thế nào dành cho Tân Hiệp Thành phố Hồ Chí Minh đây. Không được. Quang Vinh, đây là cơ hội dứt điểm, không vào. Bóng đập cột thưa quý vị các bạn. Bây giờ là phản công dành cho cầu thủ Tân Hiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn còn. Không được. Vẫn đang là các cầu thủ Tân Hiệp Thành mất bóng nữa rồi. Đây là cơ hội. Có vẻ như không có pha phạm lỗi. Ở hai vòng, ở hai trận đấu vừa qua thì các cầu thủ Hà Nội đã cho chúng ta thấy được động thái đó. Đó là tình huống triển khai pha tấn công ở khu vực hành lang cánh của các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Rất hay, đây là cơ hội phản trống. Dứt điểm, không vào. Một cơ hội dành cho các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Phá ra chân là của Công Đại, thưa quý vị các bạn. Tuy nhiên thì Văn Hậu vẫn đang thi đấu rất tập trung ở trong khung thành của Tân Hiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Rất nguy hiểm, dứt điểm. Bóng cắt ngang khung thành đối phương. Đó là một tình huống phối hợp khá tốt của các cầu thủ bên phía đội bóng Tân Hiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Với bộ kỹ năng chơi futsal rất độc đáo và điêu luyện của họ. Dứt điểm. Vẫn còn, vẫn đang là Mota, cơ hội. Pha trả bóng về của Jerry Mota. Tuy nhiên trong pha bóng vừa rồi thì Văn Tuấn đã di chuyển hơi sâu rồi. Hãy xem lại tình huống này. Pha qua người rất gọn. Sau đó thì và dứt điểm trái phá của Từ Minh Quang. Không có cơ hội nào dành cho thủ môn Quỳnh Lê Văn Hậu. Đưa các bạn, chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Như vậy là trong tình huống này cũng đã có công của đội trưởng Lê Quang Bình khi anh thực hiện tình huống lóc người và tạo khoảng trống là rất tuyệt vời dành cho số 12. Quá trống trải, thưa quý vị các bạn. Phía bên đây chúng ta thấy Mô Tà cũng đã thực hiện hút người rất tốt. Rất hay, đây là cơ hội. Quang Vinh chưa được. Và Thái Sơn Bắc trong khuôn khổ vòng 2 lượt đi giải futsal thế giới ban vô địch quốc gia 2024. Đây là cơ hội, không vào. Một cơ hội thật sự là rất ngon ngàn dành cho các cầu thủ Tân Hiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Và xử lý có phần hơi bất cẩn của Văn Tuấn, vô tình đã tạo nên pha bóng dành cho Đỗ Công Đại. Quý khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa Tân Hiệp Thành phố Hồ Chí Minh và các cầu thủ Thái Sơn Bắc trong khuôn khổ vòng 2 được đi giải futsal Thế giới ban vô địch quốc gia 2023 được diễn ra tại nhà thi đấu futsal quận 8. Mota và ra chân của số 6 bên phía Thái Sơn Bắc. Rất hay, dứt điểm, không được. Pha gài người. Tuyển 2, dứt điểm, không vào. Tình huống xử lý của Đa Hải nhả bóng về tuyển 2 để đầu đội bằng lên dứt điểm. Ta xem pha bóng này, trang thủ Tân Hiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã bị hút người rất sâu. Khoảng trống là rất lớn dành cho cầu thủ bên phía Thái Sơn Bắc. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Minh Quang. Như vậy là Mota sẽ là người thực hiện. Rất hay, cơ hội dứt điểm. Như vậy là trọng tài quyết định cất còi với lỗi trước đó. Vừa rồi thì chúng ta mới được chiêm ngưỡng một tình huống nhảy múa của Mota. Rất nhanh thì các bạn, những tình huống xử lý của cầu thủ người Brazil. Và nhận được sự đồng hành tài trợ từ nhà tài trợ
chính đó là Park Evan cho mùa giải 2024. Đó là pha dứt điểm của các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Năm lỗi tổng hợp đã mắc phải của Tân Hiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội dứt điểm, vọt xa thưa quý vị các bạn. Đang là bao lầy thưa quý vị các bạn. Gia Huy không được rồi. Đây là cơ hội kết liễu đường chuyền. Quá đáng tiếc thưa quý vị các bạn. Lên bóng dành cho các cầu thủ Thái Sơn Bắc vượt qua Minh Quang. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Và dứt điểm bóng đi chìm hướng về cột 2 khung thành.